Tương tự như những nội dung trước, trong nội dung hôm nay ta sẽ tìm hiểu cách kích hoạt Office một cách thủ công bằng JavaScript thông qua phương thức Office. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách thực hiện nhé. Trở lại ví dụ trước, lúc này chúng ta sẽ bỏ đi tất cả các thuộc tính data custom attribute có trên Office để kích hoạt chúng thông qua JavaScript. Cách thực hiện rất đơn giản như sau. Các bạn chỉ việc sử dụng phương thức Office với selector chính là nội dung cần trượt dọc. Ở đây là ID my office, vậy là xong. Và Office đã được kích hoạt thành công. Cũng giống như một số thành phần Bootstrap JavaScript khác, phương thức Office này chấp nhận đối số truyền vào là một đối tượng dùng để cấu hình một số thuộc tính bên trong. Ví dụ như là data offset. Để cấu hình thuộc tính data offset, chúng ta sử dụng thuộc tính có tên là offset. Thuộc tính này nhận vào giá trị là một số nguyên, mặc định giá trị của nó là 10, tương đương với data offset top và data offset bottom, đều có giá trị là 10. Nếu muốn cấu hình riêng cho top và bottom, ta sẽ thay giá trị của offset là một đối tượng. Đối tượng này gồm hai thuộc tính nữa là top và bottom, tương ứng với data offset top và data offset bottom. Các bạn chỉ cần truyền vào đó giá trị là một số nguyên tương ứng là được. Khá đơn giản phải không nào? Thế nhưng việc khó khăn nhất ở đây, ta không thể nào xác định được nên đặt top hay là button có giá trị là bao nhiêu. Như ví dụ này, ta muốn chỉ khi nào cuộn chuột qua khỏi sidebar thì mới kích hoạt office. Vậy thì làm thế nào để tính toán chính xác giá trị offset top? Vì thế ta đặt một giá trị cố định thì khi sidebar thay đổi nội dung, đồng nghĩa với việc chiều cao thay đổi, giá trị đó sẽ không còn chính xác nữa. Khó khăn quá nhỉ? Các bạn hãy yên tâm, như tính trước điều đó, Office chấp nhận cho chúng ta truyền vào giá trị của hai thuộc tính top và bottom là một hàm ẩn danh nhằm tự động tính toán giá trị cho chính xác. Hãy cùng xem sự linh động của nó sẽ giúp chúng ta như thế nào nhé. Hãy thay thế các giá trị ở đây thành các hàm ẩn danh. Bên trong các hàm này, ta sẽ xử lý tính toán cho ra kết quả mong muốn. Ví dụ thuộc tính top, nó sẽ có giá trị là chiều cao của sidebar với mục đích là chỉ khi nào cuộn chuột qua khỏi sidebar thì mới kích hoạt office. Vậy ở đây ta đơn giản đặt một biến hấn giá trị là chiều cao của sidebar với phương thức 2 của sidebar. Sau đó trả về giá trị này bằng câu lệnh return là xong. Giờ đây ta không cần phải lo là nội dung của sidebar có thay đổi hay không vì giá trị này đã được tính toán tự động. Đây là hai ví dụ với nội dung của hai sidebar khác nhau. Như các bạn thấy, Office hoạt động rất chính xác phải không nào? Tương tự như vậy với bottom. Nếu các bạn có nhu cầu sử dụng như ví dụ này chẳng hạn, thì ta sẽ dùng Office lại tại session thứ 3 này. Lúc này ta chỉ cần tính chiều cao của toàn trang rồi trừ đi vị trí của session thứ 2 này so với phần đầu của trang web là sẽ ra được cái giá trị ta cần tính toán. Cách thực hiện cũng khá đơn giản. Ta sẽ sử dụng phương thức 2 để tính toán chiều cao của toàn bộ trang web. Sau đó tính toán vị trí của session thứ 2 thông qua phương thức offset gọi đến thuộc tính top của Savery. Cuối cùng ta return một giá trị là chiều cao của trang trừ đi vị trí của session thứ 2 là xong. Hãy thử xem nào. Như các bạn thấy, khi ta cuộn chuột đến session thứ 2, Office sẽ dừng lại đúng như dự đoán. Đừng quên thay giá trị absolute cho thuộc tính position của class Office Button để Office hoạt động chính xác. Giờ thì các bạn đã hoàn toàn chủ động trong việc tính toán chính xác các giá trị cho thuộc tính offset rồi phải không nào? Tiếp theo sau đây ta sẽ tìm hiểu tiếp thuộc tính thứ hai trong đối tượng option. Nó có tên là target. Vậy nó có ý nghĩa gì? Thuộc tính target biểu thị phần tử mà Office được gắn vào, mặc định là đối tượng window hay nói cách khác chính là cửa sổ trình duyệt, nơi mà trang tài liệu có chứa thanh cuộn dọc. Giả sử ta giới hạn chiều cao cho container và thêm thanh cuộn dọc tương tự như ví dụ về scroll bar như thế này chẳng hạn, các bạn sẽ thấy rằng phần tử xuất hiện trên thanh cuộn dọc chứa nội dung sẽ không còn là đối tượng window nữa. Vì thế nếu ta áp dụng Office như cách thông thường, nó sẽ không hoạt động chính xác. Do đó chúng ta sẽ phải sử dụng thuộc tính target và truyền vào đây selector chính là phần tử có thanh cuộn chứa toàn nội dung. Có như vậy Office mới hoạt động chính xác. Ngoài việc sử dụng giá trị là một selector, thuộc tính target còn chấp nhận giá trị là một element node như thế này hoặc một savory element như thế này chẳng hạn đều được. Nhưng chung quy lại thì truyền selector như ban đầu là ngắn gọn nhất. Với thuộc tính target, các bạn có thể linh hoạt sử dụng Office ở bất kỳ đâu tương tự như scroll bar. Cuối cùng ta sẽ tìm hiểu một giá trị mà phương thức Office này chấp nhận, có tên là check position. Tương tự như giá trị refresh của scroll bar, check position
có chức năng tự động tính toán lại kích thước và vị trí của AFIS để cập nhật lại cho tương ứng với đối tượng target. Mặc định chính là đối tượng Windows có sự thay đổi hay cập nhật. Nhưng các bạn hoàn toàn có thể không cần phải thực hiện việc này, vì chỉ cần phụ chuột hoặc phát hiện thanh phụ chuột có sự thay đổi, phương thức check position sẽ tự động được gọi. Và đến đây chúng ta đã kết thúc việc tìm hiểu về các giá trị mà phương thức AFIS cung cấp. Vậy các bạn hãy trả lời câu hỏi để tự động tính toán giá trị offset top và offset bottom. Nó sẽ truyền giá trị gì cho hai phương thức này? Câu trả lời là một hàm ẩn danh với nhiệm vụ thực hiện việc tính toán cho chúng ta. Trong nội dung tiếp theo, cũng như thường lệ, chúng ta sẽ tìm hiểu các sự kiện AFIS. Giờ thì xin chào các bạn.